Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Nhân Đẹp Trai. Ok, thì hôm gài Nhân Lì bị một fan hâm dọ tấn công rồi nhận vợ nhận con, cho nên Nhân Lì rất là sợ các bạn. Nhưng mà rốt cuộc là tất cả mọi chuyện không sao cả. Thì bữa hôm nay mình sẽ tập trung vào một câu chuyện mới để mình kể cho các bạn nghe. Thì hôm gài ở trên mạng các bạn cũng đang nghe là bên Việt Nam của mình bây giờ là những cái em bé Việt Nam á, tụi nó có một cái phong trào lưu mới, đó chính là tụi nó đi tìm bố nuôi các bạn. Thì cái trào lưu này tiếng Anh nó gọi là Sugar Daddy và Sugar Baby. Thì tại sao người Việt Nam của mình lại rất là hưởng ứng cái phong trào này và nó trở thành một cái mối lo ngại đối với những cái người cha mẹ? Thì bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu về cái phong trào đi tìm bố nuôi các bạn nhé. Thì các bạn biết không, cách đây 17 năm về trước thì mình cũng đã từng chứng kiến một cái trường hợp này rồi, ok? Thì hồi xưa đó các bạn biết không, hồi xưa mình đi làm nail, dân làm nail á là nhiều chuyện lắm. Hồi xưa mình đi làm nail thì có một em gái kia rất là đẹp dễ thương các bạn. Là mỗi một lần em gái đi vô đi làm nail là em gái mặc đồ nè. Các bạn biết không, con gái đàng hoàng thì nó sẽ không mặc đồ gì đâu. Không, mẹ đi làm nail mà nó mặc áo hai dây mà nó cởi gì, mình tâm trí đâu mà mình làm nail nữa các bạn. Mình phải kêu nó em mặc áo em làm ơn cài nút đi em không cài nút anh không có tâm trí em làm. Mà nhỏ đó lần nào nó vô nó cũng kìa gì rồi. Nhưng mà cái em gái này lúc nào đi chung với em á, em cũng đi chung với một ông già. Thì hồi xưa mình mới qua Mỹ, các bạn biết mình rất là khờ, tên của mình là Nhân Khờ chứ không phải Nhân Lì các bạn. Thì mình đi làm nail cho cái em gái đó, các bạn biết không, em gái đó lúc nào cũng mặc áo hai dây, mà cái điểm yếu là em gái đó lúc nào cũng đi chung với một ông già. Thì trong đầu mình cứ nghĩ đơn giản là ồ, ông đó là ông nội của nhỏ này thì thôi, tại vì các bạn biết không, mình thương cháu mình dẫn nó đi làm móng tay móng chân cho nó đẹp, ok. Thì mình làm cho con nhỏ này được 3-4 lần đó, thì một lần kia con nhỏ này nó đi vô tiệm nail, nó không đi chung với ông nội đó nữa các bạn, cho nên mình ngứa miệng, không gặp chúng dân nhiều chuyện mà. Thì mình mới hỏi là ủa em ơi, em à, ông nội của em mà bữa nay không đi với em hả? Thì con nhỏ nó mới nói là đó, ông đó phải ông nội tôi đó, ông đó là bạn trai của tôi đó. Thì mình mới nói là trời ơi, em 19 tuổi mà cái ông đó là anh đón cũng gần 70 tuổi mà em nói ông đó bạn trai của em. Thì nhỏ nói là có sao đâu, thì ông nói ổng chịu trả tiền cho nó đi làm móng tay thì ổng nói là bạn trai của nó. Thì đó chính là một cái trường hợp gọi là Sugar Daddy và Sugar Baby. Thì có nghĩa là các bạn á, nếu mà các bạn giống như là muốn tiêu xài, muốn ăn xài mà các bạn không có tiền thì các bạn sẽ quen những cái người đàn ông lớn tuổi hơn mình, thì họ sẽ trả tiền cho mình. Thì đó chính là một cái trường hợp mà gọi là đi tìm Sugar Daddy hay là đi tìm bố nuôi các bạn. Cũng giống như hổm gài nhỏ kia nó gửi lá thư cho mình để nhận bố nuôi các bạn, ok. Thì cái Sugar Daddy này nó có khác gì với lại chân dài, đại gia và chân dài hay không? Thì các bạn biết không, đại gia và chân dài thì đại gia đó là những cái người mà họ có nhiều tiền cho nên họ bỏ tiền ra để họ quen chân dài. Thì chân dài đó là những cái người mà họ đẹp và chân họ dài cho nên họ gọi là chân dài, ok. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình không có tiền không thì dĩ nhiên là mình không có quen được mấy em chân dài rồi, thì bây giờ mình quen mấy em chân ngắn đi, ok. Thì bây giờ cái hình thức Sugar Daddy này nó cũng giống như là đại gia và chân dài đó, thì các bạn có nhiều tiền thì các bạn quen nhỏ chân dài, bây giờ các bạn không có tiền thì các bạn quen mấy nhỏ chân ngắn đỡ đi, ok. Thì bây giờ cái trào lưu này nó bắt đầu nó du nhập vô Việt Nam, thì bây giờ những cái em gái bên Việt Nam nó cũng hưởng ứng rất là mạnh mẽ các bạn. Thì có một cái phòng chat room để chuyên người ta gọi là, hồi xưa là mình lên mạng mình tìm bạn bốn phương, hồi xưa mình lên mạng là mình để kết bạn bốn phương, thì bây giờ mấy em gái này em lên mạng để mà em tìm bố nuôi hay tiếng Anh gọi là Sugar Daddy hay là bố kẹo ngọt. Thì mấy em gái này vô cái phòng chat room này và mấy em gái này mới quyết định là đăng lên cái một cái bản gọi là sơ yếu lý lịch, chẳng hạn như là xin chào các anh, em tên là cái gì đi, em tên là Xuân Hạ Thu Đông đi, ok. Xin chào các anh, em tên là Xuân Hạ Thu Đông, năm nay em mới có 16 tuổi, em là con nhà đàng hoàng. Trời ơi, con nhà đàng hoàng lên đây chi? Nhưng mà không sao, em là con nhà đàng hoàng, em muốn tìm một anh nào đó tầm 30-40 tuổi làm bố nuôi của em, với một điều kiện là mấy anh phải chi cho em là từ 7 triệu tới 10 triệu một tháng để em tiêu xài. Thì mấy cái em gái này đăng lên một cái bảng như vậy các bạn, có nghĩa là
Có nghĩa là mấy em gái này em tìm một người đàn ông nào mà từ 30 tuổi tới 40 tuổi, ok, có thể nào mà chi cho em là từ 7 triệu tới 10 triệu một tháng để em tiêu xài, nhưng với cái điều kiện là mấy anh sẽ được gặp em 24/6 hay là 357, còn mấy anh muốn làm gì cũng được đó các bạn. Quan trọng là phải làm gì cũng được nha, ok. Thì đó chính là cái điều kiện để mà tìm một bố nuôi, và mấy mấy cái em gái này em sẽ trở thành gọi là con nuôi của mấy người này. Thì các bạn biết không, khi mà các bạn có giống như là bên Việt Nam của mình, nó thường thường là dân lao động chẳng hạn như là bán vé số đi, thì một tháng thì họ sẽ kiếm tầm từ 3 triệu tới 4 triệu. Những cái dân đi phụ hồ á, thì họ sẽ kiếm từ 7 triệu tới 10 triệu. Nhưng mà các bạn biết không, đi phụ hồ cũng mệt lắm. Nhưng mà mấy em gái này chỉ mới có 16 tuổi thôi mà mấy em đã kiếm được tầm 7 triệu tới 10 triệu một tháng rồi, thì thôi cũng cũng rất là giỏi các bạn. Nhưng mà các bạn biết không, cái gì cũng vậy, cái nghề cũng vậy thôi, cái mình đừng đừng giỏi trách mấy em này, ok. Thì cái hình thức sugar daddy này nó đã có rất là lâu ở bên Mỹ rồi, hay bây giờ mình gọi là bố kẹo ngọt và con kẹo ngọt đi. Thì cái hình thức đi đi tìm bố kẹo ngọt và con kẹo ngọt này nó đã có từ rất lâu ở Mỹ rồi. Thì những cái đứa mà con gái Mỹ mà tụi nó quậy quậy đó các bạn, tụi nó bị ba mẹ tụi nó đuổi cái đường đó, tại các bạn biết người tụi tụi con gái Mỹ tụi nó rất là quậy các bạn. Thấy không, 16, 17 tuổi là tụi nó ra đường tụi nó ở rồi, thấy không, tụi nó không muốn ở chung với ba mẹ tụi nó, ok. Thì những cái đứa này 16, 17 tuổi là tụi nó đã ra đường tụi nó ở rồi, thì tụi nó không có tiền, tụi nó muốn đi kiếm những cái người đàn ông nào mà có tiền để mà trả cho nó. Thì các bạn biết không, thì mấy đứa gái Mỹ tụi nó phải nhộm tóc nè, làm móng tay móng chân nè đó, thì tụi nó không có tiền, thì tụi nó phải quen những cái đàn ông mà lớn tuổi hơn nó để trả tiền cho nó. Thì đa số những cái đứa này là thuộc loại là tụi nó đi làm biếng, đi làm, tụi nó không thích làm, đi làm công bạn, tại đi làm công một tháng trời mà lãnh được chút xíu tiền à, ok. Mà bây giờ tụi nó chỉ cần giống như là gặp mấy cái người đàn ông mà có 3 4 ngày thôi thì bằng tụi nó làm cả tháng trời rồi các bạn, ok. Thì bây giờ cái hình thức này nó đã bắt đầu đi đi vô Việt Nam rồi, thì mấy em gái Việt Nam thì hưởng ứng rất là mạnh. Thì cũng giống như hồi nãy mình đã nói là mình đã giống như là chia sẻ về các bạn cái cách hình thức, thì có nhiều em Việt Nam nó đăng lên mạng là: xin chào các anh, em là Xuân Hạ Thu Đông, em con nhà đàng hoàng, ok, em muốn tìm một người đàn ông nào có thể cho em 7 triệu một tháng thôi, thì nếu mà các anh chịu thì nhắn tin cho em, thì mỗi một tuần em có thể gặp mấy anh 3 ngày là 24/6 hay là 357, còn làm cái gì thì mấy anh làm gì cũng được, nói chung là đại khái là vậy, ok các bạn. Thì những em gái này giống như là người ta gọi là giống như là cái gì đó các bạn, hơi mình không tiện nói, okay, các bạn tự hiểu đi. Thì nhưng mà bây giờ các bạn thử suy nghĩ đi, với một mức tuổi là 16 tuổi mà đã kiếm được một số tiền gọi là 7 triệu một tháng, wow, cũng cũng khá là nể. Thì bữa hôm nay mình cũng tự giống như là hóa thân mình thành một sugar daddy, có nghĩa là bố kẹo ngọt. Thì bây giờ các bạn nghĩ coi, có nhiều người họ nói trời ơi 7 triệu một tháng để bao mấy em này thì hơi phí, nhưng mà nếu mà các bạn là người giống như là làm ra tiền thì các bạn sẽ không thấy phí. Bạn thử suy nghĩ đi, giống như mình nè, ok, mỗi một tháng mình làm YouTube á, là mình kiếm được 2.500 đô, tương đương với lại 5 triệu đồng, 50 triệu đồng, ok. Thì bữa hôm nay mình quyết định là mình sẽ hóa thân vô một cái người đàn ông để mình lên mạng mình tìm mấy em gái gọi là sugar baby hay gọi là bé kẹo ngọt, ok. Thì bữa hôm nay mình sẽ chơi một trò chơi. Bây giờ mình thuộc loại là mình là người đàn ông từ 33 tuổi tới 40 tuổi, ok. Bây giờ mình lên mạng, mình lên một cái group kia, thì mình thấy một em gái kia em đăng mạng là em tên là Hồng đi, ok, em quyết định là tìm một người đàn ông từ 33 tuổi tới 40 tuổi, ok, có thể chu cấp cho em 7 triệu một tháng. Trời, mỗi tháng mình lãnh 50 triệu một tháng. Bây giờ em này em đòi chu cấp 7 triệu một tháng đúng không, ok, chuyện nhỏ. Bây giờ mình sẽ vô mình kết bạn với em này, thì mình sẽ nhắn tin, ok, em này em cần người đàn ông từ 33 tuổi tới 40 tuổi, mình mới có 29 tuổi các bạn, chắc chắc là đủ các bạn, 33 tuổi tới 40 tuổi, mình 29 tuổi chắc đủ, ok. Thì lương của mình là 50 triệu một tháng từ YouTube, bây giờ em này có 7 triệu, mình còn dư 43 triệu để cho con vợ mập của mình, ok. Thì quyết định là bây giờ mình sẽ kết bạn với em này, ok. Đây là em bé kẹo ngọt đầu tiên của mình, 7 triệu một tháng đó, bây giờ mình đang nuôi em bé này các bạn nhé. Thì em bé này đăng lên mạng là em cần một người đàn ông cho em 7 triệu một tháng đó, rồi anh muốn gặp em một tuần 3 ngày, không muốn làm gì cũng được, ok. Bây giờ em ngồi đây đi, để lát nữa anh sẽ làm cái gì em cũng được, ok. Nhưng mà bây giờ mình suy nghĩ là trời ơi, bây giờ mỗi một tháng mình kiếm từ YouTube là 50 triệu, mà bây giờ cái em này á, cái em này có 7 triệu một tháng à, tức là mình còn tới 43 triệu nữa các bạn.
bây giờ mình phải đi quen thêm một em khác nữa, tại vì em này là mình gặp là 246, ok. Bây giờ thì mình sẽ quen thêm một em khác nữa, đó chính là em này, ok, em này tên là Hạ đi, em này tên là Hồng, em này tên là Hạ đi, Hồng Hạ. Ok. Bây giờ thì em này là 7 triệu nữa các bạn, tại vì đa số là mấy em này là cần một người chu cấp từ 7 triệu tới 10 triệu, ok. Quen em này nữa thì hai em này là ngốn mình hết là 14 triệu rồi. Ok, 50 triệu mà trừ 14 triệu thì còn 20 triệu các bạn, 20 triệu thì mình sẽ để cho con vợ mập mình nó xài. Ok các bạn ơi, rồi. Bây giờ thì hai em này là hai em bé kẹo ngọt của mình bây giờ mình là sugar daddy các bạn, hay người ta gọi là đại gia và chân dài, nhưng mà mình không có nhiều tiền bằng đại gia. Cho nên mình không có quen được chân dài, mình quen chân ngắn thôi. À trời ơi, con nhà ai mà nó ú nu dễ thương quá à. Các bạn nhìn là con gái nhà ai mà nó 15 16 tuổi nó ú nu dễ thương quá à. Ok. Thì bây giờ mình đã là sugar daddy rồi, có nghĩa là mình đã là bố kẹo ngọt rồi. Bây giờ mình sẽ chu cấp cho hai em gái này, mỗi em là 7 triệu, em này 7 triệu. Thì cái em gái này sẽ gặp mình là 246, em gái này gặp mình là 357, và mỗi một tháng là mình sẽ cho em này 7 triệu và 7 triệu. Nuôi nuôi người ta nói nuôi nuôi gái tốn tiền quá các bạn. Ok, nhưng mà không sao, nên rất là vui các bạn. Ok. Tại vì mình tiền nhiều để làm gì? Ok. Thì bây giờ em gái này gặp mình là 246, em gái này gặp mình 357, còn chủ nhật thì mình sẽ ở nhà với vợ mình. Nhưng mà bây giờ mình gặp mấy em này để làm cái gì? Tại vì có nhiều người không hiểu là mình gặp mấy em để làm gì, thì các bạn đừng bao giờ hiểu. Ok. Thì bây giờ cái em gái này là 16 17 tuổi, đang tuổi ăn tuổi học, thì cái điều kiện mà em đưa ra đó là em muốn tìm một người đàn ông nào đó từ 30 tuổi đến 40 tuổi có thể cho em 7 triệu tới 10 triệu một tháng. Ok, bây giờ anh cho em 7 triệu rồi. Thì mỗi một tuần em sẽ gặp anh 3 ngày là 246 hay là 357, rồi còn anh muốn làm gì cũng được. Ok. Thì bây giờ trời 246 mình gặp em này. Trời ơi, trời bữa nay mình gặp em này 246 thì mình nói là bữa nay em đi học có quen không vậy? Trời ơi, con cái nhà ai mà nó u nu u đa dễ thương quá đó. Thì mình gặp nó là chỉ gì thôi các bạn, tiền nhiều để làm gì, bỏ 7 triệu nuôi nó thôi. Ok, bây giờ mình gặp cái em gái này 246 357 chỉ để nựng nó thôi. Trời ơi, con cái nhà ai mà nó dễ thương á, nó trắng móc và trời ơi nhìn cái đầu nó chọc lóc và trời ơi trời đó. Rồi 7 triệu một tháng thì mình gặp em này, mình đưa cho em này bữa, rồi mình hỏi nó là bữa nay đi học có vui không? Trời ơi, dạo này học chú không gặp con, ấy lộn, anh không gặp em sao mà em lớn mà vậy trời ơi, cái đầu chọc lóc vậy trời. Đó. Rồi thì mình nói là bữa nay em muốn mua cái gì, muốn mua iPhone mới ra không, muốn mua iPad mới ra không, muốn mua quần áo đẹp không, mà mỗi lần em gặp anh em đâu có mặc quần áo gì đâu, mà thôi khỏi mua quần áo luôn đi, 7 triệu một tháng. Thì đó chính là những cái hình thức gọi là đi tìm sugar daddy và đi tìm sugar baby. Thì các bạn giống như là bây giờ các bạn có nhiều tiền quá mà các bạn không muốn làm gì, thì các bạn lên mạng các bạn quen những người con gái mà họ cần vật chất, họ cần tiền. Thì chẳng hạn như là những người con gái bây giờ họ cần mua điện thoại, họ cần mua iPhone, họ cần mua iPad, họ cần mua quần áo. Thì nói chung là nhiều khi mà họ xin tiền ba mẹ họ cũng không được. Thì có nhiều người họ nói là những em gái này là những cái người mà gọi là con nhà nghèo, hay là có những người họ nói là những em gái này gọi là chân quậy quậy. Nhưng mà nó thực sự thì cái gọi là sugar baby, sugar daddy này á, thì không phải lúc nào những em gái này cũng gọi là dân nhà nghèo đâu. Có nhiều người con gái họ cũng gọi là dân nhà giàu. Nhưng mà các bạn biết không, thì khi mà các bạn làm con nhà giàu mà ba mẹ của các bạn mà quản lý các bạn nghiêm ngặt quá mà không cho các bạn tiền xài á, thì các bạn sẽ lấy điện thoại đi bán, rồi bán không đủ thì các bạn sẽ giống như là quen những người này người kia để họ chu cấp các bạn. Thì cái trường hợp mà sugar daddy này nó rất là dễ, giống như là các bạn sẽ không bị gò bó. Chẳng hạn giống như là khi nếu mà các bạn đi 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 quen vợ bé đi, thì con vợ bé của các bạn nó sẽ đòi là em là vợ bé của anh nhưng mà em phải cần danh phận, em phải về chung một nhà với anh. Thì coi 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 như con vợ bé này nó hơi phiền, tại vì trời vợ bé của mình bây giờ nó đòi thành vợ lớn, còn vợ lớn của mình nó mình để đâu chạy. Thì cái trường hợp mà đi quen vợ bé đó thì nó sẽ hơi phiền hơn chút xíu. Ok. Còn nếu mà các bạn mình nuôi những cái người mẫu, người chân dài đó, thì nó cũng rất là tốn tiền, tại vì người mẫu và chân dài nó ngốn hơi tiền. Thì những cái em bé sugar baby này gọi là bé bé kẹo ngọt này thì nó hơi dễ, tại vì tụi nó là sinh viên học sinh không, tuổi ăn tuổi học, cho nên tụi nó cũng không đòi hỏi quá đáng.
Nhưng mà cái thứ hai nữa là mấy đứa bé này tụi nó giống như là cũng sợ, giống như là ba mẹ nó biết cho nên tụi nó cũng rất là kín đáo, không giống như là ok anh gặp em 246 357 đừng nói ai biết nha, anh không nói ba mẹ em biết, em cũng đừng nói vợ anh biết, ok tụi mình gặp nhau xong rồi mà đường ai nấy đi, nói chung là rất là kín đáo các bạn, không ai biết cả. Ok 7 triệu nè, em muốn mua gì em mua đi, em muốn xài gì em xài đi, ok 7 triệu đó, ok từng sẽ gặp lại. Nó nói chung là đại khái vậy các bạn thấy không. Thì một tuần là 4 tháng, ở lộn một tuần là ở lộn một tháng là 4 tuần, một tuần là 246 357, nói chung là như vậy đó. Thì đó chính là một cái trào lưu mới được những cái bạn trẻ bên Việt Nam đón nhận rất là nhiệt tình. Thì có rất là nhiều em gái á, đã lên mạng tìm gọi là bố kẹo ngọt của con đi nè con ơi. Thì mình cũng đã dấn thân vô, mình đã tìm được hai em bé kẹo ngọt các bạn. Em này là 7 triệu, em này là 7 triệu, là 14 triệu nhé. Thì cái nhiệm vụ của mình là cái gì, đó chính là mình sẽ đi làm kiếm tiền, ok. Thì mỗi một tháng mình sẽ nuôi hai em bé này đó. Thì hai em bé này sẽ nhắn tin cho mình là ơi bố 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 bữa nay là 246 rồi, bố có tới gặp con hay không. Thì nó thật sự thì mấy đứa bé này tụi nó nhắn tin cho mình để tới gặp nó không, mình thì mình muốn tới gặp nó. Thì mình tới là mình phải chuẩn bị 7 triệu để đưa cho nó các bạn, tại tới tháng là phải đưa tiền cho nó, ok. Thì đó thì cái cũng cũng giống như khi mà các bạn có con ở nhà mà các bạn rất là ngạc nhiên là chỗ trời ơi không biết tại sao dạo này con của tôi á, nó tối ngày nó cứ đòi đi ra ngoài đường là 246 hay là 357 không. Thì có nhiều đứa nói là ông mẹ ơi con đi học võ, học võ là học võ 246 357, con đi học đàn 246 357, con đi học bơi 246 357. Thì có nhiều bà mẹ nói trời mà dạo này con tôi nó làm nó có nhiều tiền người ta, tôi nhớ là tôi đâu có cho nó nhiều tiền xài đâu, mặc dù nhà tôi không thiếu thốn nhưng mà tôi không muốn con tôi nó xài phung phí, nhưng mà bây giờ tự nhiên con tôi nó có nhiều tiền quá. Thì các bạn thấy không, thì các bạn nghĩ coi, tự nhiên mỗi một tháng các bạn có 7 triệu 7 triệu 7 triệu 7 triệu, thì đó chính là một cái số tiền rất là dễ. Cũng giống như bây giờ mình làm YouTube đi, các bạn thấy không, mình làm YouTube mỗi một tháng mình có 50 triệu 50 triệu 50 triệu 50 triệu từ YouTube, mình thấy mình cũng thấy rất là bình thường các bạn đó. Nhưng mà cái nghề YouTube này cũng gọi là cái nghề cũng là bình thường, nhưng mà cái nghề đi tìm bố kẹo ngọt này cũng hơi gọi là tế nhị các bạn nhé. Nhưng mà đó chính là những cái trào lưu mà giới trẻ Việt Nam bây giờ hưởng ứng rất là mạnh. Như vậy thì có gì sai hay không, thì các bạn biết không, cái gì nó cũng có cái mặt tốt và mặt trái của nó. Thì cái hình thức mà bố kẹo ngọt này á, đó chính là những cái đứa trẻ 15 16 tuổi tụi nó bị giống như là giống như là tụi nó gây lộn với gia đình rồi tụi nó không có tiền tiêu xài, cho nên tụi nó quyết định là tụi nó sẽ đi tìm những cái người đàn ông nào mà có thể cho tụi nó tiền tiêu xài. Thì đơn giản vậy thôi, chúng giống như là bây giờ các bạn nghĩ coi, mấy đứa 15 16 tuổi tụi nó có bồ, tụi nó có bạn trai, thì tụi nó không có tiền, ok. Thì tại vì bạn trai của tụi nó cũng không có tiền cho nên tụi nó quyết định là tụi nó sẽ không có bạn trai, tụi nó thà quen những cái ông lớn tuổi hơn tụi nó để có tiền, như vậy thôi. Nhưng mà cái hình thức mà bố kẹo ngọt này khi mà nó lắng vô Việt Nam rồi nó lại đổi qua một cái hướng khác mới. Có nghĩa là những cái đứa này á, tụi nó không phải là 15 16 tuổi, tụi nó là 30 mấy tuổi rồi. Nhưng mà tụi nó lại giả bộ thành 15 16 tuổi để tụi nó dụ những cái ông già để mà chi chu cấp tiền cho nó. Thì đó lại là đi xa hơn nữa các bạn. Nó dấy lên một cái gọi là wow, phức tạp quá trời. Phức tạp quá. Bây giờ giống như là những cái người nào giống chẳng hạn như mình đi, ok. Giống như mình mỗi một tháng mình lãnh YouTube được là 50 triệu, ok. Thì bây giờ mỗi một tháng mình lãnh YouTube được 50 triệu, mình không biết làm gì các bạn. Thì mình lên mạng mình tìm những đứa mà 16 17 tuổi, ok. Em học lớp mấy rồi, em học lớp 9 đúng không? Rồi, bây giờ là 7 triệu một tháng, bây giờ anh sẽ nuôi em, ok. Em giờ em kêu ba mẹ em khỏi nuôi em nữa, anh nuôi em đi 7 triệu một tháng, ok. Em muốn mua gì cũng được. Nè 7 triệu nè. Rồi bây giờ mình chia cho em này, ok. Thì mục đích của mình là mình muốn quen những em mà nhỏ tuổi 16 17 tuổi. Thì nhưng mà thật sự thì mấy mấy đứa này không phải là 16 17 tuổi các bạn, mà tụi nó ba mươi mấy tuổi rồi nhưng mà tụi nó ra bộ, ok. Đó chính là một cái phức tạp của cái câu chuyện này ở đây. Thì bây giờ em mấy tuổi rồi? Trời ơi, nhỏ này nó bự quá vậy mà em bự con vậy. Các bạn thấy không? Con nhỏ này nó nhỏ xíu như vậy nè, thì nó 16 tuổi thì mình tin. Nhỏ này nó bự vậy nè, em mấy tuổi rồi? Em mấy tuổi rồi? Thì nhỏ này nó bự vậy, nó bự như vậy mà nó nói là nó 16 tuổi. Trời ơi, em là cỡ là 61 chứ 16 tuổi cái gì, nó bự như vậy mà nó 16 tuổi các bạn. Em là 61 tuổi chứ 16 tuổi cái gì, ok. Thì thật sự thì nhỏ này nó ba mươi mấy tuổi rồi nhưng mà nó giả bộ nó 16 tuổi các bạn, ok. Nó đại khái là vậy đi, thì thôi kệ đi. Để bây giờ là
cái mục tiêu của những người này là tụi nó phải phải giả, tại vì sugar daddy, sugar baby á là những cái đứa nhỏ tuổi, tụi nó tìm những người đàn ông lớn tuổi, ok? Thì các bạn phải giả là các bạn phải nhỏ tuổi để tìm những người đàn ông lớn tuổi, tại vì những người đàn ông lớn tuổi này á tụi nó thích quen mấy mấy đứa học sinh các bạn, ok? Chạy đi đâu đó mày? Ngồi đây. Ngồi đây, ok. À thì cũng giống như hồi xưa khi mà mình đi làm nail các bạn biết không? Mình đi làm nail thì mình gặp rất nhiều đứa con gái, tụi nó vô làm móng thì tụi nó lúc nào tụi nó cũng đi chung với một ông già, thì mình thấy rất là ngạc nhiên là ủa tại sao nhỏ này nó hay được ông nội nó dẫn đi. Thì mình tưởng tượng ông đó là ông nội của nó, thì một ngày kia thì mình không thấy con nhỏ này nó đi chung với ông già nữa mà nó đi chung với một thằng trẻ. Thì lúc này mình tưởng thằng trẻ đó là bạn trai của nó, thì mình mới hỏi là ủa ông nội của em đâu rồi. Thì nhỏ này nói là đâu, thằng cái ông đó phải ông nội tôi đâu, ông đó là bạn trai của tôi, nhưng mà bây giờ ổng hết tiền này, cho nên tôi đá ổng, tôi quen thằng này. Thì vậy thôi. Thì các bạn thấy không, thì cái hình thức sugar daddy và sugar baby này đó, nó là gì? Nó chính là cái con đường đi tìm bố kẹo ngọt. À mà hay dễ thương không? Trời ơi, con cái nhà ai mà nó u nu u da, trời ơi nhìn bé, các bạn phải nhìn em bé u nu u na dễ thương quá đó. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây đi. Thì đó chính là những cái chia sẻ của mình về cái chậu lưu mới xuất hiện ở bên Việt Nam. Thì có rất là nhiều người bạn trẻ đó, giống như là các bạn biết không, thì cái tốt của cái này á, là những cái đứa 15, 16 tuổi á, tụi nó sẽ có tiền để mà tụi nó xài vặt. Tại vì các bạn thử suy nghĩ đi, 15, 16 tuổi tụi nó có bồ, thì bồ tụi nó cũng 15, 16 tuổi, cho nên hai đứa quen nhau thì nó lãng mạn thiệt. Nhưng mà hai đứa chẳng có tiền các bạn, trời ơi, em quen anh, anh cũng không có tiền, em không có tiền. Thì mấy đứa này tụi nó quen những người lớn tuổi hơn thì tụi nó sẽ được chu cấp đó. Nhưng mà về sau các bạn biết không, những cái đứa này tụi nó đã là gọi là ham ăn mà biến làm, cái như tụi nó không muốn đi làm, tụi nó chỉ muốn là người ta chu cấp tiền cho nó thôi. Thì một ngày nào đó khi mà những cái người này không chu cấp nữa đó, thì tụi nó sẽ không đi làm nữa, tại tụi nó sẽ bị giống như là hết tiền, ok? Thì cũng giống như hồi xưa khi mà mình đi làm móng cho mấy đứa này đó các bạn biết không, thì mỗi một lần nữa mà cái ông già này dẫn mấy đứa bé này vô á làm á, tụi nó làm rất là nhiều tiền các bạn. Tụi nó làm cái này. Thì mình mới hỏi nó, trời ơi em có tiền không? Thì lát nữa khi mà tụi nó làm xong á, tụi nó đi tới bên cái ông già đó, tụi nó nói là anh ơi trả tiền kìa. Thì cái ông già đó ổng đứng lên, ổng mới móc tiền ra. Ok, em muốn bao nhiêu tiền? Thì ông già đó ổng mới móc tiền ông trả. Ok, thì con nhỏ này nó ngồi đây nó làm móng, nó làm đã đời luôn, nó không cần biết bao nhiêu tiền chứ, tại vì ông này ổng trả. Thì khi mà nó làm xong rồi thì nó mới tới, nó nói nhỏ trên bên lỗ tai ông này là anh ơi trả tiền đi, ok? Thì ông già đó mới đứng lên, ok, bữa nay bao nhiêu tiền vậy? Thì ông già đó mới móc tiền ra, ông đưa cho mình. Thì lúc đầu tiên á mình tưởng là ông này là ông nội của nó, nhưng mà thực sự ông này ông không phải là ông nội của nó, mà ông này là bồ của nó các bạn. Ai biểu trâu già mà phải gặm cỏ non chi ông nội đó. Thì ông này ông đứng ông tiền ông trả. Thì tới một ngày kia các bạn biết không, thì hồi xưa con nhỏ này nó vô á, thì ông già đó ông trả tiền thì nó xài rất là sang các bạn. Thì bữa hôm nay nó đi vô một mình, nó không đi chung với ông già này nữa, thì nó không xài sang nữa, tại vì nó nói là bữa nay nó không có tiền nên làm gì ghẻ thôi. Thì các bạn thấy không, giống như là tụi nó hồi xưa khi mà tụi nó có người trả tiền á thì tụi nó làm rất là sang, nhưng mà bữa hôm nay á thì tụi nó không có tiền nữa, thì tụi nó không có tiền, tại vì tụi nó không có tự đi làm được, tại vì tụi nó đã sống quen như vậy rồi. Các bạn hiểu không, đó chính là cái hại của cái sugar baby, sugar daddy này. Có nghĩa là bây giờ các bạn đã làm biếng rồi thì nếu mà người ta trả tiền cho các bạn thì ít nhất các bạn cũng phải đi kiếm việc làm để tự nuôi bản thân mình đi. Nhưng mà bây giờ thì cái ông già đó chắc ông cũng ngủm rồi các bạn, cho nên nhỏ này nó bị cắt nguồn tiền đi. Thì bữa hôm nay nó vô làm nó không có tiền nữa, cho nên nó không làm móng tay được đó. Thì từ đó về sau á các bạn biết không, nó không có làm móng tay sang giống như hồi xưa nữa. Thì đó chính là một cái trường hợp rất là buồn, ok? Thì cũng giống như bây giờ các bạn, khi mà các bạn có đại gia nuôi á, thì các bạn đi mua đồ hiệu, đi mua sắm sang gì nữa, nhưng mà một ngày kia đại gia nó không nuôi các bạn nữa thì các bạn bị cắt nguồn tiền, thì các bạn xài gì các bạn cũng phải chi tiêu á. Thì lúc này các bạn phải đi làm những công việc nặng nhọc, thì các bạn mới làm được có một hai ngày các bạn nói trời ơi làm cái này lương chút xíu quá trời ơi làm gì, thì các bạn lại không chịu làm, các bạn lại muốn đi kiếm đại gia khác nữa. Nó lại khá định vậy đó các bạn.
Thì bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây đi ha. Để mình đi chăm sóc hai em bé kẹo ngọt này cái đã. Ok, em này vốn mình 7 triệu. 7 triệu là 14 triệu, ok. Bây giờ mình còn dư được có 20 triệu để về cho vợ mình à. Thật sự mà nói cái hình thức bố nuôi này á, nó cũng khá là mới mẻ đối với người Việt Nam. Nhưng mà nó cũng khá là quen thuộc đối với những người Việt Kiều giống như là mình các bạn. Thì các bạn biết không, cái hình thức bố nuôi này á, có nghĩa là những cái người đàn ông có tiền này á, họ sẽ chu cấp cho mỗi em gái là 7 triệu một tháng, để mà em gái này mua đồ mua đạc, nhưng mà ngược lại thì em gái này sẽ phục vụ cho mấy anh này là 24/7. Thì các bạn biết không, ở bên Mỹ này Việt Kiều cũng đã từng là bố nuôi và đi tìm con nuôi rồi. Thì cũng giống như các bạn cũng biết rồi, mấy anh Việt Kiều ở Mỹ này thì hay lên mạng tìm mấy em gái bên Việt Nam lắm. Nhưng mà khổ nổi một cái là mấy anh Việt Kiều này là thay vì bên Việt Nam các bạn đi tìm con nuôi, đi tìm mấy em gái gọi là sugar baby á, thì các bạn sẽ chu cấp cho mấy em gái này là mỗi triệu, mỗi tháng là 7 triệu, nhưng mà các bạn được gặp là 24/6 hay là 3/7. Thì mỗi một tháng 7 triệu, nhưng mà những anh Việt Kiều này thì lên mạng tìm những em gái bên Việt Nam, thì mấy anh Việt Kiều này sẽ chu cấp cho mỗi tháng là 200 đô, có nghĩa là tương đương với 4 triệu đồng. Thì hồi xưa các bạn biết không, mỗi một lần Việt Kiều mà quen mấy em gái bên Việt Nam á, thì có nhiều anh mà có tiền á, thì mỗi một tháng sẽ gửi là 200 đô cho mấy em gái bên Việt Nam. Thì nhưng mà khổ nổi một cái là mấy anh Việt Kiều này á, là một năm mới về Việt Nam được một lần, thì một lần về là 2-3 tháng liền vậy đó. Thì nhưng mà các bạn thử suy nghĩ đi, bây giờ các bạn chu cấp cho mấy em gái này mỗi một tháng 7 triệu, thì các bạn được gặp là 24/6 không? Thì để mình tính các bạn một vài tính nhẩm đi, mình tính nhẩm hay lắm các bạn. Bây giờ một năm là 12 tháng, ok, một tháng là có 4 tuần, ok, một tuần là có 24/6 là 3 ngày. Thì bây giờ các bạn ở Việt Nam các bạn nuôi mấy em gái là 7 triệu một tháng, thì các bạn sẽ gặp được là 24/6, có nghĩa là một tuần là 3 ngày, 2 tuần là 6 ngày, 3 tuần là 9 ngày, 4 tuần là 12 ngày, có nghĩa là một tháng các bạn gặp được 12 ngày. Thì một năm 12 tháng thì các bạn sẽ gặp được 120 ngày. Thì một năm các bạn gặp được những cái em gái đây là 120 ngày, và mỗi một tháng các bạn sẽ chi là 7 triệu, thì 7 × 12 là 49 triệu, ok. Trời, công nhận bữa nay mình tính nhẩm hay quá các bạn ơi. Thì bây giờ mỗi một năm các bạn chi tiền để nuôi mấy cái em gái này là 49 triệu một tháng, và các bạn gặp được 120 ngày. Nhưng mà hồi xưa những cái anh Việt Kiều Mỹ á, các bạn nên để quen những em gái trên mạng á, thì một năm mới về được một lần thôi. Thì có mấy lần á mà mấy anh về mấy anh ở cả năm trời mấy anh không qua. Có mấy lần mà mấy anh về mấy anh cỡ cả 6 tháng mấy anh không qua. Thì các bạn nghĩ coi, như vậy thì bên nào lỗi bên nào lời? Thì mỗi một tháng á là mấy anh Việt Kiều gửi là 200 đô, có mấy anh chùm sò thì gửi 100 đô thôi. Thì một năm là mấy anh gửi là 2.400 mà nhân cho tỷ giá Việt Nam là tầm là 50 triệu. Wow, tính ra thì cũng bằng nha các bạn. Các bạn thử suy nghĩ đi, bên Việt Nam thì các bạn là 7 triệu một tháng, thì các bạn được gặp là 24/6 hay là 3/7, thì tính ra một năm thì các bạn cũng gặp được 120 ngày, ok. Thì một năm các bạn chia ra là 49 triệu hay là 50 triệu, đi cho chẳng 50 triệu đi. Còn mấy anh bên Mỹ mà nuôi em gái bên Việt Nam thì mỗi một tháng là 200 đô, thì 100 là tầm 2.000 mấy đô la. Như vậy thì tính ra thì Việt Nam cũng gần 50 triệu đi, Việt Kiều cho nó hơn cái xíu đi, ok. Thì mỗi một năm các anh này về Việt Nam gặp một lần, nuôi cả năm trời mới được gặp một lần thôi các bạn. Thì có nhiều anh ở là tầm 2 tháng trời, có nghĩa là 2 tháng trời là 60 ngày hay là 4 tháng trời là 120 ngày. Nó tính ra cũng vậy thôi, thay vì bên Việt Nam các bạn gặp mỗi em là hàng tháng là 24/6, 3/7, 24/6, 3/7, 24/6, 3/7, thì nó chia đều cả nguyên năm, có nghĩa là mỗi một tuần đều gặp. Nhưng mà bây giờ thôi kệ, mình ở xa mà các bạn, mình ở xa thì mình gom lại một lần mình gặp một lần luôn, thì mấy anh này gặp 2 tháng hay là 3 tháng trời, 2 tháng ở Việt Nam. Thì đó chính là như vậy. Thì cái hình thức này cũng rất là nhiều người đã từng trải qua các bạn. Nói chung là Việt Kiều Mỹ là ai cũng là sugar daddy, sugar baby hết trơn các bạn ơi. Thì bây giờ các bạn nghĩ coi, giờ ở bên Mỹ là không có gì làm, không, tiền nhiều quá trời, lên mạng quen mấy em gái Việt Nam. Quen em gái Việt Nam xong rồi gửi tiền về, thì mỗi tháng em này gửi là: anh ơi bữa nay em muốn mua đồ, gửi 200 đô về. Anh ơi em muốn mua giày, gửi 200 đô về.
Rồi bây giờ cuối năm này, cuối năm về phải lấy lại vốn các bạn. Trời ơi, tôi nuôi cô cả năm trời, cứ 200 đô, 200 đô, 200 đô, 200 đô, một tháng mà cô gọi điện thoại quay tôi là 200 đô à. Ok, thì bây giờ cuối năm mua vé máy bay về để lấy lại vốn bạn, thì mua vé máy bay về xong ở cả tháng trời luôn không qua, hay là ở 2 tháng trời Việt Kiều về Việt Nam rồi ở gần 2 tháng trời mà chưa đủ vốn bạn, trời tôi phải lấy lại vốn chứ đó. Thì đó là cái hình thức gọi là sugar daddy và sugar baby. Thì có rất là nhiều người Việt Kiều về Việt Nam đã quen rất là nhiều người con gái, và các bạn nghĩ giống như là nó kệ đi có 200 đô rồi, nói chung là vậy đi các bạn ơi. Thì đó chính là một cái trường hợp mà mình lấy ra mình làm thí dụ đi. Thì có nhiều bạn khi mà nghe tới những câu chuyện này các bạn sẽ nói là wow, lần đầu tiên tôi mới biết. Các bạn biết không, thì người ta thường hay nói á, nó tiền nó không đem lại hạnh phúc, nhưng mà nhiều khi có tiền nó cũng có nhiều hạnh phúc lắm các bạn. Ok các bạn, thì đó chính là những cái gọi là mình bên Việt Nam á, thì mình gọi là sugar daddy, sugar baby, có nghĩa là những người đàn ông mà dư tiền á thì sẽ cho những cái đứa bé mà không có tiền, phải không? Còn bên Mỹ thì những anh Việt Kiều giống như làm dư tiền quá thì lên mạng quen mấy em gái để mà tụi nó dụ bớt tiền vậy đó. Nó đại khái như vậy đi các bạn ơi, cho nó dễ hiểu nhá. Thì thôi bây giờ tạm biệt các bạn đi, hẹn gặp các bạn trong video lần sau nhé.